Xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ test âm cho bạn Đặng Đức cây DJ son trầm, cây DJ trần tình và bảng có dây treo trần tình như trong phim nhé. Đấy thì cái loại này mình đang bán là 250k bao ship. Đấy, bạn nào không lấy dây treo thì giá của sáo sẽ là 200k bao ship nhé. Thì cái bảng mà các bạn không lấy dây treo ấy thì các bạn cũng sẽ được tặng các cái phụ kiện như là túi nhung này, một cái dao, một gói màng rung loại thường nhé, và một cái dây treo này là dây treo hoa sen, nó có rất nhiều màu nhé, xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng các kiểu. Đấy thì cái này mình sẽ gửi ngẫu nhiên nhé, mình không chọn màu được cho các bạn. Đấy, thế là các bạn không lấy dây treo thì các bạn sẽ được tặng những phụ kiện như thế. Còn các bạn mà lấy dây treo trần tình thì giá sẽ là 250k và các phụ kiện cũng sẽ tương tự như vậy. Và bây giờ mình sẽ test âm nhé. Đây là một cây son trầm mình test cho bạn Đặng Đức. Trông dây treo rất là đẹp các bạn. Thì có thể lên đến pha 3 hoặc không lên được son 3 các bạn nhé. Thì ở DJ thì mình sẽ đảm bảo cho các bạn là lên đến dây 3, tất cả các sáo mình bán ra đều lên đến dây 3. Còn mi pha 3 thì tùy cây các bạn nhé. Thường là những cây sáo trầm thì lên mi pha 3 sẽ dễ hơn, nhưng mà nhạc tàu thì chúng ta chỉ thổi đến dây 3 thôi. Âm thanh của nó thì mình thấy khá là ổn so với cái tầm giá này. Về hình thức thì đánh giá sơ qua nhé. Từ đầu tiên là nó sẽ là một màu đen tuyền từ đầu đến cuối. Đấy, sáo ma đạo tổ sư mà, nó đen xì từ đầu đến cuối. Ở đây nó có khắc thư này, trên đầu khắc thư và hai đầu có bọc giả sừng các bạn nhé. Đấy. Và sáo này thì khi chúng ta kết hợp với dây treo trần tình là rất là đẹp luôn, trông rất là ma đạo luôn. Clip này mình test cho bạn Đặng Đức và cũng là review cho các bạn nghe qua về sản phẩm này nhé. Bởi vì về sáo trực tình ý, thì cây nào nó cũng sẽ giống y hệt như này. Đấy. Và khi các bạn đặt mua mà có nhu cầu nghe test âm riêng, mình sẽ test âm cho từng cây một nhé. Đó. Clip này thì mình review chung như vậy. Bây giờ mình sẽ thổi với beat nhé.
sáo khi mình thổi với beat. Sau đây thì mình sẽ thổi với mic thu âm cho các bạn nghe thử nhé, xem là cây sáo này có thể biểu diễn trên sân khấu được không. Rồi mình đã kết nối mic thu âm với điện thoại nhé, bây giờ mình sẽ thổi với beat. Đoạn mình sẽ thổi với beat như vậy. Đó, các bạn mà có nhu cầu mua sáo thì liên hệ với mình qua các thông tin mình để bên dưới nhé, hoặc là số điện thoại mình hiện trên màn hình. Đó, chào các bạn nhé.